Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chủ đề cũng rất là hay, đó chính là làm về typo. Nhưng mà không phải là mình sẽ giới thiệu các kiểu typo đâu, mà mình sẽ làm trước bộ phông chữ mở rộng ở trong Illustrator. Hôm trước bên mình có một cái trường hợp như thế này, có nghĩa là bạn ấy có một bạn thiết kế, bạn ấy đăng một cái phông chữ rất là đẹp ở trên mạng về, chỉ vì là đơn giản là bạn ấy nhìn cái phông chữ mà trên mạng người ta quảng cáo, cái phông chữ đó nhìn rất là đẹp. Nhưng mà khi các bạn ấy download về máy tính này, các bạn ấy cài đặt và đánh chữ ở trong Illustrator không thấy nó đẹp như vậy, và các bạn ấy nói rằng là cái phông chữ này bên họ quảng cáo thế thôi, nhưng mà phải làm kỳ công lắm mới ra cái sản phẩm như vậy. Bạn ấy có nói với mình là tại sao cái phông chữ này em cũng đánh y nguyên như vậy, cái chữ text như vậy mà tại sao lại không được đẹp như của họ. Thì mình có giải thích với bạn ấy rằng là ở trong Illustrator của mình ấy, nó có một cái công cụ, đó chính là cái công cụ làm về chữ, đó chính là cái phần chữ mở rộng nhá, là cái lệnh open type. Nhưng mà các bạn ấy không biết, các bạn ấy chỉ sử dụng ở cái công cụ là text, là chữ T đây này, các bạn ấy đánh thông thường là như thế này thì nó chỉ ra những cái phông chữ cơ bản, và các bạn phải sử dụng qua cái open type này thì các bạn mới có thể sử dụng được. Nhưng cái máy hiện tại của mình á, mình đang sử dụng là Illustrator CS6 thì cái phần open type của nó chưa được mạnh lắm, và một số những cái kiểu chữ nó cũng không thể hiện hết lên được, và mình phải vào cái phần window này, cái phần type này, cái phần glyph này, các bạn cứ mở ra thì nó có cả một cái kho phông chữ ở trong này, giống như là cái phông bull to cup đây, thì các bạn có nhìn thấy không? Cái phông mà mình đánh ra thông thường ý, nó chỉ đơn thuần là như này thôi. Còn khi mà các bạn sử dụng cái glyph của OpenType này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng nó sẽ có rất nhiều các cái kiểu chữ, ví dụ như là cùng một kiểu chữ O, chữ O thì nó sẽ có nhiều kiểu khác nhau để cho mình lựa chọn và kết hợp ra cho nó đẹp. Thế nhưng mà ở trong Illustrator CC ý, cái bản CC thì mình thấy là họ đã cải tiến rất nhiều về cái phần OpenType. Ví dụ như là bạn có muốn thay đổi chữ U đây chẳng hạn, ví dụ chữ U nhé, thì các bạn click vào đây, hoặc là click vào đây. Nếu như trong cái kho hệ thống của bạn nó có thì nó sẽ hiển thị ra luôn, mình không cần phải vào glyph để mình lôi ra nữa. Nhưng mà thực sự thì có những cái có những cái là không. Thế nên là mình thấy là để cho chắc chắn thì các bạn có thể sử dụng glyph cũng được. Còn nếu như mà không ạ, thì các bạn chỉ cần sử dụng cái phần công cụ OpenType ở bên phía bên dưới này là được nhé. Mình sẽ lấy một vài ví dụ để cho các bạn hiểu về cái công cụ này, và các bạn sẽ ứng dụng vào trong cái việc thiết kế typo để sao cho cái thiết kế của các bạn nó được hoàn thiện một cách trọn vẹn nhất. Chúng ta sẽ tận dụng tất cả những cái kiểu chữ đẹp mà cái phông chữ đó mang lại cho chúng ta. Các bạn hãy tận dụng triệt để giúp mình. Tại vì thực ra khi mà thiết kế, người ta thiết kế ra cái phông chữ này á, thì người ta đã cân đối được cái sự phù hợp tỷ lệ và các cái đường nét phù hợp với cái phông chữ rồi, nên là khi mà các bạn sử dụng ý, thì các bạn cũng nên tận dụng hết. Bây giờ mình ví dụ đơn giản nhất nhá, giả sử cái phông chữ bon bon như thế này, đây là cái phông mà mình đánh ra thông thường, nó là như vậy. Và bây giờ bạn nếu như đánh ra thông thường như này thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, ngoài cái kiểu chữ nó chỉ khác nhau cái kiểu cách của nó thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn làm về chữ, chúng ta muốn có cái sự đặc biệt thì các bạn cần phải sử dụng công cụ ở trong Illustrator mà nó cũng đã có sẵn. Trước kia khi mà mình chưa biết, mình cũng giống như những bạn chưa biết thôi, thì mình không biết thì mình cứ nghĩ là chữ đã cài đặt vào máy như thế nào thì nó phải hiển thị ra hết đúng không? Nhưng mà không phải đâu các bạn. Ở trong Illustrator nó có cái công cụ là OpenType đây này các bạn này. Cái công cụ này hiện tại mình đang sử dụng là Illustrator CS6. Thế nên là những cái phần tính năng tích hợp của các cái kiểu này nó không hiện lên, và mình cảm thấy là mình cũng đã thử, nhưng mà có những cái kiểu chữ thì nó có, nhưng cũng có những kiểu thì nó lại không có. Ví dụ như cái phông chữ bon bon như thế này, giả sử đây là phông chữ bon bon, mình muốn cách điệu cái chữ B này đi chẳng hạn, thì mình chọn vào đây thì chỉ cái chữ B không thôi, ở trong cái open type này của nó sẽ không hiển thị những cái chức năng ở phía bên dưới để cho các bạn. Thì ở đây nó chỉ có một số cái chức năng, ví dụ đây là cái kiểu tiêu chuẩn này, ở đây là cái kiểu cách điệu chữ móc nối này, ở đây kiểu là sự kết nối giữa chữ trước và chữ sau. Các bạn nhìn cái ký tự của nó là các bạn sẽ hình dung ra được là nó
sẽ như thế nào. Nhưng mà vì ở đây mình dùng mà CS6 ạ, nó không, cái chức năng này nó thực sự là nó chưa hoàn thiện, và mình đã phải thêm một cái bước nữa, đó chính là mình phải vào Windows này, cái phần Time này, các bạn phải mở cái phần list ra cho mình. List giống như là kiểu các cái ký tự đặc biệt á. Thì ở đây nhá, cái chữ B mình ví dụ luôn, chữ B của mình, mình muốn chữ B đẹp hơn, ấn tượng hơn, và trong cái kho của nó mình muốn biết là nó có hay không, thì các bạn hãy kích vào cái chữ B này này, và các bạn hãy kéo cái thanh trượt này xuống. Các bạn nhìn được không? Đây, chữ B thì ở cái khu vực phía dưới này này đều là những cái kiểu mà giống như là các bạn nhìn ra nó lung linh như cái ảnh của họ quảng cáo á. Đây, mình thể ví dụ ở cái khu chữ này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Các bạn muốn chọn cái kiểu chữ như thế này thì các bạn hãy kích đúp vào nó, thì các bạn sẽ ra được cái phông chữ mà các bạn yêu thích đây chẳng hạn, ví dụ thế. Ok nhá, giả sử chữ B tiếp tục thì để là B thường đi. B thường này. Và ở đây mình sẽ tìm một cái phông khác, không phải là cái phông như thế này nữa. Mình yêu thích cái kiểu này, ví dụ là đây. Và cuối cùng đó chính là chữ N chẳng hạn. Mình cũng muốn thay đổi chữ N đi để sang cho ở trên dưới nhìn cho nó cân đối đúng không? À, và mình đã thấy cái phông chữ này. Đây. Và nếu như mà giả sử các bạn mà chọn xong á, các bạn mà không thích cái kiểu của nó chẳng hạn, thì các bạn hãy chọn lại và các bạn hãy thay đổi lại của nó. Ví dụ chữ B thì bạn cứ để là chữ B thông thường như thế này thôi. Các bạn có thấy nó đơn giản không? Thì ở trong cái phần chữ của chúng ta, cái phần clip này á, cái phần dưới đây các bạn, là các bạn có thể thoải mái thay đổi cái kiểu chữ sổ, cái cửa sổ này ra. Các bạn nhìn này, rất rất nhiều các cái phông chữ. Trong máy của bạn có những cái phông chữ như thế nào thì ở cái phần phông chữ này nó sẽ hiển thị hết toàn bộ những cái phông chữ đó ra cho các bạn. Và các bạn có thể chọn chi tiết từng các cái kiểu chữ một, style của nó có thể là đậm nhạt hoặc béo in nghiêng, tất cả đều được hết các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một vài những cái kiểu chữ khác nhé. Các bạn xem là cái sự vi diệu của nó khi mà các bạn biết thêm cái phần công cụ nó hay như thế nào. Mình lại giả sử với cái phông chữ như thế này, thì đây là những cái phông chữ thông thường thôi. Mình nhân đôi sang đây. Bây giờ mình sẽ giả sử mình sẽ thay đổi cái kiểu chữ này đi, cái kiểu chữ B này. Mình thử vào Open Type của nó xem. Được luôn này các bạn nhá. CS6 ạ, Illustrator CS6 ạ. Cái này là chữ phông chữ này thì cái phần Open Type nó lại được này. Chữ B này, các bạn thấy hay không? Còn cái chữ T này này là cái chữ hai chữ giống nhau, nó cũng không được. Vậy thì mình thử mở cái phần clip ra nhé, xem nó có được không nhá. Tại vì cái mẫu của chúng ta là gì? Cái mẫu của chúng ta là hai cái chữ T này, nó giống nhau và nó cùng có một đường lượn. Đây, mình thấy nó rồi, chữ T đây các bạn. Các bạn kích đúp nó rồi. Các bạn thấy chưa? Các bạn đã thấy giống cái ảnh của chúng ta chưa? Ok rồi nhé. Bây giờ đến chữ R này và chữ P này. Chữ R của chúng ta các bạn cũng chọn. Sau đó là các bạn tìm cho mình chữ R đi. Ở trong này nó có vô số các cái kiểu khác nhau, nhưng mà phải chọn làm sao cho nhìn nó phải phù hợp nha. Trên dưới là phải cân đối nhau, không phải cái gì mình cũng chọn bậy bạ là được đâu nhá. Các bạn phải chọn cân đối, và mình chọn được cái chữ này ở trên này, ở dưới này, cân đối này. Chữ B là phóng ra như thế này, thì chữ P mình cũng muốn một cái chữ P tương tự như vậy, giống như là hai bên. Chữ P luôn nhá các bạn. Đây, chữ P đây. Các bạn nhìn thấy không? Rất là cân đối này. Chữ B thì cái ở đây giống chưa? Chính xác rồi đúng không? Khi mà các bạn mà biết thêm về cái phần công cụ của nó thì các bạn sẽ biết rằng là ở trong Illustrator nó hỗ trợ rất là nhiều, và cái kiểu chữ mở rộng như thế này nó sẽ rất là tốt cho cái công việc của các bạn làm đồ họa chữ, để thiết kế các cái hình ảnh up lên trên mạng, hoặc những cái MV ca nhạc, hoặc những cái dự án mà bạn cần đó. Thực sự nó rất là hữu hiệu đấy, các bạn hãy tận dụng nhé. Ở đây là bản của mình vẫn là CS6, thì cái phần tính năng OpenType là nó chưa gần, tức là nó chưa được hoàn thiện so với cái bản Illustrator CC. Nếu như các bạn có điều kiện mà cài mới thì các bạn cứ cài mới đi nhá, nó sẽ thuận lợi cho công việc của các bạn hơn. Thank you.
Rồi vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái phần kiểu chữ mở rộng rồi. Và video sau thì bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cái kiểu chữ typo, các cái phong cách khác nhau cho các bạn có thể sử dụng trên các cái ấn phẩm là poster, các cái ảnh bì hoặc là những cái ứng dụng khác. Thì rất mong là các bạn sẽ ủng hộ những cái video này và những cái video sắp tới của bên mình. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi thật là nhiều những cái video hay mà bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong cái thời gian tới nhé. Và bên mình cũng có một cái dự án là cũng là về giới thiệu, chia sẻ kiến thức thiết kế, nhưng mà nó sẽ gần gũi hơn, trực quan hơn và sẽ giúp cho các bạn sẽ hiểu hơn để tiếp xúc được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.